Ngày 26 tháng 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Gương, 58 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, mức án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2014, Gương có tình cảm với bà T, là nhân viên kiểm soát vé xe buýt. Bà T làm việc trên xe buýt do ông D làm tài xế. Đến năm 2019, Gương nghi ngờ bà T có tình cảm với ông D nên thường ghen tuông, bày trò theo dõi hai người này. Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2020, Gương đi mua một con dao, cất trong túi quần, rồi ra bến xe đón xe buýt do ông Đề lái, bà T soát vé. Khi xe đang chạy, Gương bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người bà T. Nghe tiếng kêu la, ông Đề dừng xe, cầm chiếc rổ trong cabin, giơ lên dọa khiến Gương lùi về phía sau. Ngay lập tức, ông Đề mở cửa xe thoát ra ngoài, hành khách cũng hoảng sợ, nhanh chóng xuống xe. Gương tiếp tục cầm dao đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ. Cùng đó, Gương cầm dao tự đâm vào bụng mình. Một lúc sau, người dân xung quanh xông vào khống chế, giao Gương cho công an địa phương, nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện.